Quốc hội Iran ngày 21 tháng 8 đã phê chuẩn toàn bộ 19 bộ trưởng trong nội các của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên qua, Quốc hội của Iran thông qua toàn bộ danh sách nội các được một Tổng thống đề cử. Trái ngược với nội các theo đường lối cứng rắn của người tiền nhiệm Ebrahim Raisi, các thành viên trong chính phủ mới của Iran bao gồm những nhân vật theo đường lối cải cách, trong đó có Bộ trưởng Y tế Mohammad Reza Jafarqandi. Trong nội các của Tổng thống Pezeshkian, ông Abbas Araghchi giữ chức Ngoại trưởng, ông Mohsen Paknejad giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ. Đáng chú ý, bà Farzaneh Sadet đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Đường bộ và Giao thông. Bà là nữ bộ trưởng thứ hai kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo thành lập vào năm 1979. Tân Tổng thống Pezeshkian đã có bài phát biểu trước 285 nghị sĩ có mặt tại Quốc hội, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết và thống nhất tại Iran.